về chị, mới về chị. Thế nào? Dạ. Cậu bế miếng coi. Cậu bế miếng đi con. Cậu thải không kìa. Cậu thải không kìa. Hả? Sao? Con đấy, con cậu đấy, cậu thải lên nhà lóc nhà kìa. Thải nó đi cậu, thải nó đi. Đó. Con thấy cậu thải nó lên nè. Chạy hả? Chạy ha. Chạy đâu vậy? Chạy xuống đây. Hả? Cậu đây mà. Cậu nè. Hả? Chơi nhảy đó. Trời ơi. Dập mặt vậy. Dập mặt á. Đi xuống đây. Chơi nhảy đó hả? Yeah. Ba về mình lì xì cho mấy đứa nhỏ. Cơm chưa? Nó bụng quá. Rồi ăn cơm đi. Đây dọn cơm đây nè. Đúng lúc luôn á. Tao cần này đấy, nhiều nhiều rất đủ không? Làm thêm rồi ăn thêm á. Nhắc một tí bỏ vô ăn nè. Không, cái này nó làm gì ai biết ăn gì.